Xin gửi lời chào, chúc trọng đến quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình của Đài Việt Face TV. Trong chương trình nói chuyện kỳ này, trọng tháng xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả Thiếu tá Khanh Diệp. Xin gửi lời chào, trân trọng đến cô Khanh Diệp. Xin chào Trung Thắng, xin chào khán giả. À, à, trước hết thì trọng thắng xin cảm ơn Thiếu tá Khanh đã cho uh, Đài truyền hình Việt Face TV cũng như là uh, Thúy Nga có một cái cơ hội đến để nói chuyện cùng với lại uh, Thiếu tá uh, để mở đầu chương trình thưa thiếu tá có thể cho quý khán giả được biết một ít về um, tiểu sử cũng như là thân thế của thiếu tá. Khi mới đầu qua Mỹ uh, 1981, lúc uh, gia đình mẹ ba như lại uh, chị anh, lại em, uh, chị anh, với lại uh, um, qua Mỹ, qua vượt uh, uh, biên qua uh, after khi cái, uh, cái fall of Vietnam of Saigon in uh, Uh, April 1975. Yeah. thì yeah. cả gia đình đấy đi vượt biên, dạ yeah. đi đi vượt uh, uh, biên bi, 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 bi qua mới đầu qua uh, cái uh, uh, Malaysia mình ở đó khoảng uh, một năm hai năm mình nên mình mới qua qua Mỹ. Dạ vâng, thì khi mà gia đình đến Mỹ đó thì gia đình định cư ở tiểu bang nào? Uh, mới đầu thì qua uh, tiểu bang uh, Arizona, yeah. and then um, uh, mẹ mẹ của anh có uh, có em ở Houston Texas, and then mình uh, mình qua mình uh, mình sponsor chuyển qua mình chuyển chuyển qua Houston ở chuyển. Houston. Vâng và khi mà khi mà thiếu tá Khanh mà cả gia đình cùng chuyển từ ở bên Arizona qua bên tiểu bang Texas thì lúc đó uh, thiếu tá học lớp mấy và uh, có cái sự khó khăn gì khi mà hội nhập với lại cái xã hội của Mỹ vào lúc đó? Yeah. Mới đầu qua cũng uh, gia đình cũng cực lắm uh, Mẹ ba làm khoảng uh, ba job hai ba uh, job để cho có tiền and, uh, uh, Khanh có một anh một chị and, uh, mới đầu mình uh, qua lớp uh, lớp 1 lên lớp 1 trong 2 lớp 3 yeah. so, uh, mình uh, uh, Khanh chỉ nhớ ba mẹ nói mình phải tìm sao học giỏi. Uh, cho um, tìm cái gì để mốt mình đi uh, đi college được. so yeah. so chị chị với lại anh của Khánh uh, gắn tập chơi tennis. so mình uh, mình chơi được tennis nên từ từ uh, mấy cái trường nó có scholarship nó hỏi mình chơi. À um, rồi uh, sau khi, nghĩa là uh, thiếu tác hành đó là trải qua cái quãng thời gian ở trung học và tốt nghiệp graduate from high school ở bên uh, Houston, Texas thì khi đó đó, sau khi mà, mà thiếu tá mà graduate from high school thì lúc đó uh, thiếu tá đã có cái ý định gì để mình gia nhập military hay chưa hay là lúc đó vẫn còn đi theo cái con đường mà bố mẹ của 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 thiếu tá khanh định sẵn cho mình là cho tương lai cái, cái chuyện cũng cũng mắc cười mới đầu mình cũng không có biết uh, mình đi trường học nào hết yeah. nên But uh, mình chơi tennis, so I uh, mình chơi mấy cái tournaments, mấy cái uh, um, ở Texas, and then từ từ cái ranking của, của mình cũng 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 cao, 21 trong Texas, and then mình uh, cao vậy, so uh, mấy cái trường university, college, ta tìm người nào để, uh, để chơi tennis. So mình chỉ hơn uh, West Point, the United States Military Academy, Um, cha coach, tennis coach lại trường để cho recruit um, chơi tennis trong cái team của nó. So um, cha coach lại uh, coi, coi Khanh chơi. And then cha hỏi muốn uh, chơi cho trường uh, uh, United States Military Academy. But lúc, um, lúc hồi đó mình cũng không có biết cái đó là uh, mình vô Army. Cause cái đó là Service Academy, mình tưởng cái đó là chỉ cái trường Uh, trường University College thôi right. so, uh, mình uh, mình vô uh, vô cái đó so, uh, mình mình cũng chơi tennis quá trời but but mình không biết là after mình xong cái đó là 5 năm obligation để trong vô vô lính ah. sau so, cái đó mới mới sao vô lính mới đầu mẹ ba uh, mẹ uh, thì muốn muốn đi but but ba của Khan uh, ở trong uh, uh, after cái vua đồ mấy đó cũng không có muốn uh, không có muốn connection không có muốn uh, link cái lại đại um, lính rồi so, cũng không có muốn đi nhiều lắm bịch cái trường này ở uh, New York City lẫn tú cái trên uh, New York So from Texas bay lên uh, New York cũng xa thật đó uh, so, muốn đi uh, đi xa đi xa nhà. <laughs> dạ vâng um, có nghĩa là từ cái môn thể thao là chơi tennis yeah. mà được bên trường west point nhận vào để mà học ở trong trường và khi nào thì thiếu tá khanh cảm thấy rằng là mình thích thú với cái công việc là sẽ học và sau đó ra để trở thành một sĩ quan từ vì cái chương trình học những cái program nó không phải là dễ và có rất là nhiều những cái thử thách những cái challenge trong suốt cái quá trình học mấy năm giống như là thiếu tá nói là 5 năm phải không thiếu tá yeah, dạ. thì thiếu tá có thể cho quý khán thính giả được biết đó, trong cái khoảng thời gian đó sau khi mà biết được là mình đang vào lính và mình ừ. học và mình sẽ ra trường ừ. là một sĩ quan ừ. thì cái điều gì nó giữ chân lại cái là, là tạo cho thiếu tá một cái sự thích thú để tiếp tục theo học yeah, mới mới đầu cũng cũng hơi khó, mới um, có 4 năm college so, uh, cái đầu mới mới đầu mình cũng chơi tennis cũng giỏi but so but in the summer là like, uh, summer mùa hè yeah. mình phải tập lính, so cái cái summer cuối cùng cái năm mới đầu ấy uh, mình uh, tập lính mình uh, canh té té uh -huh. gãy giò, wow. so after mình gãy giò mình biết mình cũng đâu có chơi um, cũng tennis professional được, mình đâu có chơi hay được. so Cái đó là mình mới biết mình phải tập từ từ lại, and then uh, mình healthy, and then mình uh, focus on, uh, mình học giỏi để lên, để ra uh, military. Cái môn thể thao là chơi tennis mà được bên trường West Point nhận vào để mà học ở trong trường Và khi nào thì thiếu tá Khanh cảm thấy rằng là mình thích thú với cái công việc là sẽ học và sau đó ra để trở thành một sĩ quan Trong cái khoảng thời gian đó sau khi mà biết được là mình đang vào lính và mình học và mình sẽ ra trường làm một sĩ quan thì cái điều gì nó giữ chân lại cái là tạo cho thiếu tá một cái sự thích thú để tiếp tục theo học. So, mình uh, cái mùa hè đó mình đi đi tập tập lính, But mình té xuống mình gãy giò, rồi so, mình mình biết cái phòng uh, cái 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 ngày đó mình biết mình cũng không có chơi tennis uh, hết được. So, But uh, mình phải gán học trong học với lại uh, làm uh, giỏi để để mốt mốt lớn mốt mốt mình ra cái trường mình uh, vô lính được dạ vâng uh, cảm ơn thiếu tá rất là nhiều và trọng thắng có một cái câu hỏi nữa đó là từ việc cái trường mà võ bị West Point là cái một cái trường đào tạo những cái sĩ quan nổi tiếng của Hoa Kỳ thì sẽ đào tạo ra một người không chỉ không phải chỉ là một người lính bình thường mà là một người chỉ huy một leader thì đòi hỏi rất nhiều những cái leadership uh, và 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 cái, cái cái khả năng để mà mình hướng dẫn tất cả những cái binh lính dưới quyền của mình thì lúc đầu á mà vào học trong đó thì cô uh, thiếu tá Khanh có cảm thấy như vậy là quá nó không phù hợp với lại cái bản thân của mình hay là thiếu tá đã có sẵn ở trong người một cái phải gọi là cái tính cách mình là một cái người lãnh đạo mới đầu cái cái trường nó khó lắm mình uh, mình học có ngủ nhiều mình học mình uh, mình chơi tennis nên mình phải uh, phải gắng học mấy cái course so uh, cái score cái điểm của của khanh cũng không có tốt như cũng không có tốt hơn bây giờ uh, uh, khanh nghĩ uh, uh, mẹ ba của khanh uh, nói mình phải gắng mình phải gắng làm hay so từ từ mình mình tập lại so khanh nghĩ ở trong trong cái 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 đầu cái đầu ý mình ấy. mình yeah. làm mình mạnh lên nên mình, mình làm từ từ ra được rồi so, à, so cũng cảm ơn mẹ ba nhiều lắm để cho phụ 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 xong cái trường đó có nghĩa là có sự ủng hộ support yeah. của bên gia đình dạ yeah, đúng rồi support <laughs> <laughs> <Yeah. cười> không có ai mà có thể lớn lên mà thiếu sự ủng hộ của bố lẫn mẹ và những cái anh chị em ở trong trong nhà của mình thì uh, ngoài ra đó uh, ở tại ở những cái gia đình Việt Nam thông thường thì người ta thường thường người ta thích một người con gái dịu dàng uh, đi theo học những cái môn học mà ra trường làm bác sĩ hay là làm uh, dược sĩ uh, từ vì mình là một cái phận gái thì riêng đối với thiếu tá Khanh mà trong gia đình tự nhiên có một cái cô gái mà lại đi theo binh nghiệp <laughs> có nghĩa là lính tráng thì uh, có uh, thiếu tá Khanh có gặp những cái cái sự mà khó khăn gì khi mà mỗi lần mà có dịp gia đình tụ họp rồi uh, có cô bác chú anh em rồi họ hàng đến thăm thì thì có gặp cái sự khó khăn gì hay không hay là vẫn được sự ủng hộ support từ bên relative khá nghĩ gia đình cũng uh, support nhiều lắm thì uh, biết uh, cái trường này là trường uh, uh, hay hay nhất trong uh, trong mỹ uh, lúc uh, một năm nó nó rank number one in the nation rồi mấy yeah. cái đó, so cái cái trường này nó cũng uh, cũng hay lắm nên uh, mm -hmm. gia đình mẹ ba đồ, anh em cũng cũng uh, support nhiều lắm, so không không có không có sao không <laughs> có lo <laughs> yeah. um, là một uh, thiếu nữ Việt Nam thì trong suốt cái khoảng thời gian mà từ ở trung học mà mình chuyển sang qua bên West Point thì trong suốt cái thời gian đó, đó thì thiếu tác Khanh có những cái sinh hoạt gì uh, đối với những cái người Việt Nam của mình ở trong trường học hay là ở ngay ở trong West Point thì có những cái sinh hoạt gì của người Việt của mình nói riêng hay không? À, cũng không có nhiều ở uh, uh, lúc uh, đi học ở chỗ West Point cũng uh, cũng ít uh, người người Việt Nam cho so mình không có liên lạc nhiều. Dạ. Dạ. À wow. Uh, và uh, thiếu tá Khanh sau khi ra trường đó, cái nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ gì? Dạ, yeah. mới uh, mới đầu ra trường mà uh, mình đi thẳng lại Fort Stewart, Third ID, uh, mình làm uh, mình làm uh, cái uh, cái branch của can là personnel yeah so uh, mình làm uh, uh, như người bàn một về yeah, trong uh, cái unit của Khan so mình làm đó and then mình đi uh, deploy cho Bosnia oh. uh, đi deploy Bosnia and uh, cha cha Boscan uh, cho Khan làm uh, uh, battalion s3 new operations yeah. yeah and then uh, uh, làm commander uh, as a first lieutenant số so, uh, cấp nhỏ, mình, mình uh, lead cái uh, uh, company nhỏ ở uh, Bosnia, and then xong mình về uh, chồng của khăn với uh, uh, chồng cái Khan uh, mình PCS qua um, Fort Hood Texas, yeah. and mới đầu mình làm with, uh, uh, cũng không phải commander luôn, and then mình deploy cho ngày uh, 2003 ra Iraq, mới đầu vô Iraq mình đi mình đi cái uh, cái năm đó, right. yeah năm đó cho mới vô, mm -hmm. and then uh, xong mình về, and then khanh uh, đi học masters at Texas A&M để đi về West Point dạy, dạy, oh, wow. so khanh dạy ba năm ở wow. uh, ở West Point, and then uh, chồng khanh cũng lên lên trường đó dạy, and then mình uh, về 2006, uh, 7 um, uh, mình về về Texas nữa, Fort Hood nữa, yeah. and uh, kỳ này um, kỳ này mình uh, deploy với uh, uh, First Cav cái hình sau lưng uh, yeah. cái này First Cavalry Division Iraq and cái này lên uh, 2010 2011 yeah. cái đó là cuối cùng ra Iraq Wow như vậy thì trong những cái chuyến mà deploy mà đi qua những cái quốc gia khác thí dụ như cái quốc gia Iraq Iraq là một trong những cái chỗ mà chiến tranh rất là nhiều thì như vậy thiếu tá Khanh có phải làm uh, involve vô combat có nghĩa là chiến đấu hay là mình chỉ có phục vụ ở bên trong uh, của cái cái base của uh, lính Mỹ ở đó. Cái unit của Khanh là nó nó mấy người combat không mấy người infantry, uh, yeah. armor, yeah. frontline, uh, cái branch của Khanh là personnel so Khanh cũng can support uh, mấy mấy người lính ở trong cái 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 unit của Khanh. But um, mấy người lính tay ra tao đi quánh giặc uh -huh. mình mình ở sau ở, ở trong bên chung cái trong mình ở cũng gần cái base rồi cái mấy cuối, cuối mấy người lính wow ờ, như vậy thì trải qua những cái lần mà đi qua đi deploy ở những cái quốc gia khác thì bây giờ mình nhìn lại cái quá khứ cô thiếu tá khanh nghĩ gì về những cái thời gian đó ờ, cái gì ừ. điều gì là cái điều khó khăn nhất mà thiếu tá thanh phải trải qua. What is the most challenging for you, you know, uh, when when you've been through all of those? Yeah, Khanh nghĩ uh, khó nhất là cái uh, cái uh, 2011 last one, cái uh, yeah. cái last deployment, Khanh uh, có uh, một một đứa một đứa uh, con trai, uh, con trai yeah. lúc đó nó cứ chỉ chị uh, 2 3 tuổi rồi. So, bỏ nó ở nhà với uh, mẹ ba ở Houston and then hai người chồng khanh cũng được nó. cái đó là cũng khó một năm đó khó bỏ yeah. bỏ thằng uh, con trai ở nhà nhà yeah. uh -huh. but um, khó nhất ở trong uh, combat is uh, mình uh, mình đi ra mình bỏ đi ở rank mình thấy cũng cái này cũng giống như trang mình như you know, um, you như know, the, the Việt nó cũng similar sao mình cũng bỏ đi mấy người cũng muốn mỹ ở để cho phụ nó nên uh, mấy unit này mình chỉ bỏ uh, mình bỏ đi khi mình xong rồi nó hết hết cái treaty của nó rồi So vậy bây giờ nó cũng mình dồn lại mấy cũng uh, uh, cái country cũng không có không có stable hơn dạ vâng và hiện nay thì là những cái quốc gia như là Iraq thì hiện nay là họ đang bị một số những cái problem ở trong nước với cái nhóm ISIS cho nên là cái đó là một trong những cái mà hiện nay mà Hoa Kỳ cần phải giải quyết trở lại cùng với lại cái sự kiện mà thiếu tá Khanh là một người phụ nữ mà lại đi theo con đường binh nghiệp trong cái khoảng thời gian mà 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 theo học cũng như là cái cuộc đời binh nghiệp thì Thiếu Tắc Khanh gặp gỡ cùng với lại phu quân hồi lúc nào? When did you meet your husband? Lúc, uh, lúc ở trường West Point uh, yeah. uh, gặp uh, lúc uh, lúc nó là soft uh, junior, yeah. khanh là sophomore, so um, lớp uh, lớp ba với lại lớp 1 so yeah. uh, but uh, mới đầu nó nó nó, nó vô nó ở trong cái company để uh, uh, company trong cái uh, cho class rồi so yeah. mình mình gặp vậy. À, rồi có gặp trở ngại gì không trong lúc mà phải di chuyển nhiều chỗ hay là sau đó rồi một thời gian ngắn là đã kết hôn? Uh, no, no, không không cũng có sao nó là chồng chồng Khanh là một uh, một năm trước rồi so nó nó graduate một năm trước Khanh anh uh, mình chỉ keep in touch anh. One year later, we got right after graduation. mình gặp ảnh uh, trong cái uh, company uh, ở trong ở trong uh, trường á uh, 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 ảnh là một năm trước uh, trước cancel uh, after graduation mình đâm cưới à, sau khi mà tốt nghiệp á là graduation là là hai người cùng kết hôn làm đám yeah. cưới Thứ Tắc Khanh, nghĩ gì về cái cộng đồng người Việt của chúng ta trải qua 40 năm từ năm 2000, từ năm 1975 cho tới bây giờ là 2015 trải qua 40 năm thì mình nhìn lại cái quá khứ và qua cái cuộc đời binh nghiệp của thiếu tá Khanh thì thiếu tá nhận được cái gì cảm giác như thế nào về cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại Hoa Kỳ này? What do you think about the Vietnamese community you know, after 40 years? Yeah, Khanh nghĩ tiếng Mỹ nó nói resilient. Resilient, mấy mà người người Việt Nam là mạnh lắm. Yeah. Mình uh, mình phải uh, um, after khi cái, uh, cái, uh, cái war rồi có nhiều có nhiều uh, uh, hardship đồ mấy đó, but um, cái người 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 Việt Nam là mạnh lắm, nó resilient, yeah. nó nó mình always come back uh, and uh, every time mình uh, mạnh hơn có nghĩa là mình cùng đoàn kết và mình cứ phát triển cái cộng đồng của mình yeah. trải qua bốn mươi năm yeah. uh, uh, cảm ơn thiếu tá khanh rất là nhiều uh, về cái những cái ý nghĩ về cái sự suy nghĩ về cái cộng đồng người việt của chúng ta uh, và trở lại cùng với một cái vấn đề khác đó là những cái gia đình việt nam thì thường thường á ngay cả con trai cũng khó mà xin gia đình để mà đi theo cái binh nghiệp ở tại hoa kỳ từ vì uh, Uh, gia, gia đình người việt của chúng ta thì thích con làm những cái nghề nghiệp nào có tiền nhiều <cười> <Right>. <cười> à, thành thử ra mà đó là cho con trai thôi đó chứ còn chưa tính đến uh, con gái thì rất là nhiều những cái gia đình việt nam của chúng ta không thích uh, con gái đi theo cái nghề binh nghiệp thì một cái lời khuyên của uh, thiếu thác khanh dành cho những gia đình việt nam của mình và nếu như có các cô gái mà muốn đi theo binh nghiệp thì chú ta khanh có một cái lời khuyên gì không khanh chỉ nói mình phải làm cái gì mình thích yeah. So, nếu uh, trong cái lòng mình mình thích mình làm cái gì á đừng có đừng có never give up đừng đừng có <laughs> nghĩ là mình làm không có được yeah. mình chỉ gắng mình làm uh, hard work and uh, mình làm cái gì mình thích mình làm nó uh, mình làm tốt tốt yeah. lắm cảm ơn thiếu tá rất là nhiều um, hiện nay bây giờ đó như thiếu tá Khanh có nói và trình bày là thiếu tá Khanh hiện nay đang làm ở tại ngũ giác đài uh, pentagon uh. thì cái công việc ở đó có khó khăn hay không uh, thiếu tá có 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 cảm thấy thoải mái khi mà mình làm công việc này uh, nó nó cũng thoải mái và nó có uh, mấy cũng khó khi mình uh, mình support mình uh, mình làm cho Uh, chế ông, uh, ông 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 uh, lớn nhất trong uh, the army, so mình cũng phải làm mình sao mình không có uh, master uh, cái gì but no mình cũng have to be very professional and uh, uh, làm sao cho cho every day mình represent the the army. Dạ yeah. uh, và là một người mẹ và là một phụ nữ Việt Nam thì uh, thường thường thì phụ nữ Việt Nam rất là lo cho chồng, cho con Mà thiếu tá lại vừa có cái công việc Mà ở trong làm việc rất là bận rộn trong ngũ giác đài Vậy thì làm sao mà có thể sắp xếp được thời gian Vừa lo cho chồng, cho con Rồi lo cho công việc nữa Yeah, khó lắm Mình phải, uh, <laughs> mình phải nói chuyện với uh, lại chồng uh, nhiều lắm nên nên uh, làm sao cho cái schedule nó, 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 uh, nó match up And then mình uh, uh, most important là tốt nhất là mình phải uh, nói chuyện. À, có nghĩa là phải hai vợ chồng phải nói chuyện với nhau để tìm để hiểu về cái vấn đề và những cái nhiệm vụ mà mà uh, thiếu tá khanh đang làm. Yeah. Oh, wow. Những cái công việc mà vừa ở nhà mà vừa ở sở là đã có quá nhiều rồi Tuy nhiên là chồng nắng cũng không biết là Thiếu Trác Khanh có tham gia vào những cái hoạt động nào Uh, mà của những hội ở đo uh, hội đoàn của Việt Nam của mình hay không? Dạ uh, yeah, có có um, một cái uh, organization uh, nó có uh, phụ mấy uh, mấy người Việt Nam uh, lính uh, and uh, mình mình uh, mình làm mình help the community. Uh, yeah. So mình cũng uh, tìm 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 thị giờ để phụ cái cái đó. Yeah. Wow có nghĩa là có một cái hội đoàn để mà giúp đỡ những cái người lính mỹ gốc việt yeah, à, và rồi, khi mà vậy. người ta mới vừa vào uh, binh ngũ có nghĩa là người ta mới gia nhập vào lính mà người ta gặp những cái khó khăn trở ngại gì yeah. thì sẽ có cái sự giúp đỡ của những cái người đi trước uh, bằng nhiều cách phải không nghĩa là chia sẻ kinh nghiệm hay là mình counseling What do um, counseling and then uh, just, uh, support new uh, new không có biết uh, đi đầu đi chơi or, or, uh, just moral support nó phủ raạ vân có nghĩa là những cái sinh hoạt chính của hội là ngoài cái vấn đề mà tư vấn giúp đỡ và sẽ cho ý kiến còn giúp cho họ về cho làm quen với lại cái cuộc đời binh nghiệp của mình mà đặc biệt là những cái người lính Mỹ mà gốc Việt Yeah. <laughs> wow. Um, chưa, thiếu Khanh có coi Pass by Night trước đây không? À, dạ có, dạ có cái cái cái, cái show đó um, nó, nó, very very popular. Uh -huh. So um, uh, có có gia đình nhiều gia đình coi nó lắm. yeah. yeah. có chứ có một lần mới đầu làm cho ổng uh, mình không có biết là mình uh, là the baggage detail baggage detail là người lợi chạy xe lượm mấy cái uh, lấy mấy cái bao cho cho mấy người lớn um, So, um, mình ở đang California ở Stanford, yeah. and then uh, ông lại để ông nói chuyện cho cái university, yeah. And then so khanh uh, ở chỗ hotel đang chờ nữa, uh -huh. but ông ông lại rồi máy bay xuống, and then không có xe nào lại lấy bao hết, <laughs> oh, yeah. so cái uh, ông lên cũng hơi tối cái ngày tối mình phải đi ra ăn dinner, yeah. but chả đâu có cho người nào để không có bao để không có chuyển cái cái áo chơi cho mặc áo civilian. Yeah. So cái ngày, cái đêm đó là mình mình phải chạy ra airport, uh... mình pick up mấy cái bao nữa nên nên chạy về làm <laughs> yeah. làm ống chạy ăn à, ăn tối khoảng wow. một hai tiếng. So khanh tưởng khanh uh, bị, uh, bị bị fire, bị, bị đuổi đi. rồi. <cười> <cười> cái này là yeah. cái cái uh, cái assignment job mới đầu. Yeah. So um, But cái cái đêm đó ông 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 tốt lắm ông xuống yeah. ông ngồi mình vô restaurant and then uh, khanh là người cuối cùng vô yeah. khanh chạy xe cuối cùng and then cho nay cha kêu khanh lại ngồi uh, uh, ông uh, kêu khanh ngồi yeah. cái bờ để để ăn à. <laughs> như vậy là vậy là cái điều đó cho thấy là một vị tướng yeah. cao cấp của Hoa Kỳ mà thuộc cấp của mình nhưng mà một cái người mới và vẫn chưa rõ được cái nhiệm vụ của mình thì ông ta cũng rộng lượng và sẵn sàng tha thứ và còn mời mua ăn chung nữa <laughs> <laughs> chắc có lẽ không bao giờ quên được cái kỷ niệm này không có quên được chứ. không quên dạ. được còn còn riêng ở gia đình như thế nào từ vì được biết đó, phu quân của thiếu tá khanh là một người mỹ thì cái sự hòa hợp ở trong gia đình đó, nó có khó khăn hay không không, không, cũng uh, khó khăn là uh, không có biết nói tiếng Việt Nam. Yeah. So uh, chồng của Khanh ổng uh, cũng không có biết uh, nói tiếng Việt Nam. So <laughs> một lần uh, uh, ông ổng muốn muốn nói tiếng Việt Nam lắm. Yeah. So, uh, uh, so uh, gia đình đang đang chuẩn bị đi đi ăn, đi ăn uh, nhà hàng. But ổng uh, cũng muốn nói muốn nói tôi đi nhà hàng. But ổng uh, <laughs> yeah. nói hơi chật, Ổng yeah. nói tôi đi nhà hán làm người nào ở trong nhà cũng cũng cười 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 quá nhà hán nhà hàng rồi so, mấy mấy người ta tưởng đi đi đâu, tầm bay tầm bả. So, so uh, from cái ngày đó, ổng cũng không có muốn nói tiếng Việt Nam. Thì mình nói ừ. một cái chữ lộn là nó, 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 nó mang cái, một khác. cái ý nghĩa khác. Yeah, ý nghĩa khác. <laughs> uh, tuy nhiên là chắc cũng phải nói ổng uh, là vẫn tiếp tục đi đừng bỏ cuộc. <laughs> Nhưng mà cái tiếng Việt của Nam của mình thì rất là khó. Yeah, kể yeah. cả chính người Việt của chúng ta đi nhiều khi mà một người Nam, người Trung, người miền Trung, người miền Nam và người miền Bắc đôi khi là cũng có những cái từ ngữ, những cái vocabulary mà không hiểu nhau được. Cho nên là đừng nói là một người ngoại quốc mà người ta học tiếng Việt là chắc chắn là sẽ rất khó khăn. Dạ, yeah. khó lắm. vâng. và Trọng Thắng cũng cảm ơn là uh, Thiếu tá Khanh rất là nhiều đã đến cùng với quý khán giả của Việt Face TV trong chương trình kỳ này. Uh, và cũng cảm ơn sự phục vụ của thiếu tá đối với đất nước của hoa kỳ và với cái sự phục vụ của thiếu tá khanh này đã giữ yên cho tất cả cái người dân hoa kỳ ở đây có được một cái sự yên tâm hơn trong công việc làm thưa quý khán giả, từ ở bên phía trước của đài Washington Monument thì chúng ta được hai vị sĩ quan quân đội của Hoa Kỳ đưa trọng thắng đến ngay phía trước của một cái tượng đài mà có hình ảnh của ba vị quân nhân của Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam trước năm 1975 và ngay phía trước mặt của trọng thắng đó là một cái đài tưởng niệm rất lớn và rất dài tuy nhiên hiện nay đang là 7 giờ đêm giờ Hoa Thịnh Đốn trời rất tối và không có đèn ở đó và trước đây chỉ khoảng chừng một mấy phút thôi thì trời mưa ở đây cho nên là à, hiện nay quý vị có thể thấy là bắt đầu vắng vẻ phía sau thì cũng còn có một group những cái người tourist, những cái người khách du khách đến đây để mà tham viếng. À, tuy nhiên là tối quá cho nên là chúng tôi không thể nào đưa quý khán giả coi được những cái hình ảnh của đài tưởng niệm. Có tổng cộng là 58.000 tên của các cựu quân nhân của Hoa Kỳ đã hy, những đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam trước năm 1975 và chúng tôi có mặt ở nơi đây và cũng cảm thấy một chút bùi ngùi cho tất cả những binh sĩ của Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến tại Việt Nam. Chào Thắng, xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả của Vietfei TV Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt ở ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn của Hoa Kỳ Và đằng phía sau của chúng tôi đó là uh, Washington Monuments, uh, Một cái địa điểm phải gọi là nổi tiếng của thủ đô Hoa Thịnh Đốn Và trong chương trình phóng sự ngắn trong kỳ này Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả Ông Trung tá Thomas Nguyễn và cô thiếu tá Khanh Diệp Xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ um, Good evening sir, how are you? Great, it's a uh, fine uh, evening Wow, and how about you? Very good, thank you. Oh wow, me, I yeah. am so cold. Thưa <laughs> <laughs> so, quý vị nhiệt độ đây rất là lạnh lẽo. Tuy nhiên rằng là chào nắng cũng rất là cảm ơn. Là ông trung tá và cô thiếu tá Khanh Diệp đều có mặt ở tại uh, ngay trước uh, Washington Monument để gửi đến cho quý vị một uh, phóng sự ngắn. Um, uh, Lieutenant Colonel Nguyen, can you tell us a little bit about this area? Sure, we're we're saying in the heart of Washington D.C. in the um, Mall area. Uh, be in front of us is the Lincoln Memorial behind us. We have the Washington Memorial and the Capitol. Uh, the Vietnamese Memorial is to my right, with Chúng ta đang đứng ở trong một cái khu vực mà toàn là những cái uh, uh, những cái những cái đài tưởng niệm của những cái chiến sĩ cụ uh, binh sĩ veterans ở uh, uh, trong chiến trường Việt Nam cũng như là chiến trường ở bài, uh, bên Đại Hàn. Thì uh, thời tiết ở tại Washington DC ngày hoa Thịnh đốn bây giờ đang rất là lạnh. Thì uh, thưa thiếu tá có thể cho quý khán khán giả được biết đó là cái, trong cái trong cái khoảng thời gian gần đây ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn thời tiết nó lạnh lẽo như thế nào ạ? <laughs> nó lạnh quá đi <laughs> nó, bây giờ nó khoảng uh, dưới hai chục độ mình uh, mình đang đứng đây mình nghĩ tới all the history and um, the especially the anniversary of the the fall Saigon bốn chục năm ago and uh, all the the people that gave their lives for for this uh, this event so we want to reflect back on on those moments and just want to be very grateful for yeah. for being here. Uh, cảm ơn thiếu tá rất là nhiều và thưa Thiếu tá là trong cái dịp mà 40 năm sắp sửa tới đây ở thủ đô hoa thịnh đốn cộng đồng người Việt của chúng ta yeah. có làm cái gì để tưởng niệm cho cái ngày lịch sử đó không thưa thưa Thiếu tá? Uh, mình phải mình phải nhớ lại and then, uh, and, and also cảm ơn mấy uh, gia, gia đình mẹ ba để cho um, uh, làm you know làm full support Uh, in the military. cảm ơn uh, thiếu tá Khanh Nguyễn và cảm ơn uh, ông trung tá uh, Thomas Nguyễn rất là nhiều đã đến cùng với quý khán thính giả của Việt trong chương trình phóng sự rất ngắn được tương trình tại uh, ngay giữa lòng của thủ đô Hoa Thịnh Đốn như lời của uh, ông trung tá Thomas uh, trình bày cùng với quý khán thính giả uh, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái chương trình phóng sự sắp sửa tới uh, quý vị sẽ nhớ đón theo dõi chúng tôi sẽ có những uh, phần phóng sự rất đặc biệt uh, về cuộc đời của ông uh, trung tá Thomas Nguyễn cũng như là thiếu tá khanh diệp uh, trong một uh, tương lai rất gần xin mời quý khán giả đón theo dõi và tương trưng ngay tại thủ đô hoa Thịnh đốn đây là phóng viên trọng thắng của vietfi cv chúc quý vị một ngày thật bình yên và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới